Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, xã vùng cao Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nổi tiếng với danh thắng phong nhà kẻ bàng. Nhờ phát triển dịch vụ du lịch mà đời sống kinh tế của địa phương đã có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, cơ sở vật chất dành cho giáo dục mầm non ở đây vẫn còn nhiều khó khăn. Thiếu lớp học và những phòng ở bán trú đã khiến cho nhu cầu tới lớp của trẻ em trong độ tuổi mầm non chưa được đáp ứng. Ngày 4 lần, chị Trần Thị Son ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình phải tất bật với việc đưa đón cô con gái 5 tuổi của mình tới lớp. Do lớp học của cháu là điểm trường tạm, mượn của nhà văn hóa thôn nên nhà trường chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh. Buổi trưa, các phụ huynh phải đón con về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, rồi chiều lại đưa tới lớp. Nguyện vọng của em thì ước mơ ở đây có một ngôi trường cho trẻ nội trú để ở lại, để trẻ có thể ở lại cả ngày. Trong lúc đó thì em khỏi đưa rước, tại vì bé chị thì một ngày 4 vòng phải đưa rước rồi. Còn bé nhỏ thì ở nhà thì toàn đa số phải gửi cho mẹ, nên đa số là chăm con phần nhiều chứ không có thời gian để đi làm việc. Không chỉ vất vả với việc đi học của cô con gái lớn, con gái nhỏ của chị đã lên 3 cũng chưa thể gửi đến lớp mẫu giáo vì trường mầm non của xã thiếu lớp học. Hàng ngày, chị phải mất nhiều thời gian trông nom, chăm sóc con, ảnh hưởng rất lớn đến thời gian làm việc. Không chỉ gia đình chị Son, nhiều gia đình có con nhỏ ở xã Sơn Trạch cũng trong hoàn cảnh tương tự. Nhu cầu gửi trẻ đến lớp mầm non rất cao nhưng không được đáp ứng. Cháu đâu là học lớp 2, còn đứa 2 là học con học mẫu giáo, còn em là con ở nhà, 3 tuổi hiện đang con ở nhà. Gia đình về là phụ huynh cũng muốn cho em ăn học nhưng không có chỗ cho học nên vậy cháu ở nhà đã. Theo điều tra phổ cập giáo dục mầm non năm 2018, toàn xã còn 218 trẻ ở độ tuổi mẫu giáo chưa được đến lớp. Trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến lớp chỉ đạt hơn 9%. Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non của xã thấp như vậy là do cơ sở vật chất, trường lớp không đáp ứng được nhu cầu. Điểm trường mầm non tại thôn Na cách trung tâm xã 5 km. Dãy nhà này trước đây là phòng ở của giáo viên trường tiểu học. Được trường mầm non mượn làm phòng học cho học sinh. Nhà cấp 4 xây dựng cách đây hơn 20 năm nên đã xuống cấp, mái ngói vỡ, dột, tường và nền nhà bong chóc. Lớp học này chỉ hơn 10m2 nhưng có tới 24 em học sinh lớp mẫu giáo nhỡ. Với không gian chật hẹp như thế này, thật khó để các giáo viên triển khai đầy đủ các nội dung trong chương trình học. Giáo viên bọn em rất là cố gắng, nhưng mà cơ sở vật chất là cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình dạy học. Phòng bên này rồi thì em phải cho trẻ lại phòng bên tế để đảm bảo an toàn. Vệ sinh thì bọn em là không có đảm bảo là vệ sinh trong lớp cho trẻ, mà vệ sinh là cùng mượn của tiểu học nên là trời mưa thì cũng phải là che chắn cho trẻ đi lên khu vệ sinh ở ngoài trời. Xã Sơn Trạch có địa bàn rộng, lại bị chia cắt bởi con sông Son, nên giao thông đi lại cách trở. Xã có 9 thôn nằm cách xa nhau, do vậy trường mầm non xã phải thành lập 7 điểm trường tại các thôn để học sinh có điều kiện tới lớp. Cả xã có 25 phòng học mầm non thì có 9 phòng học tạm tại nhà văn hóa thôn và trường tiểu học. Các phòng học tạm đều trong tình trạng xuống cấp, không có công trình vệ sinh khép kín, thiếu nước sạch, sân chơi cho học sinh. Dù nhà trường đã phát huy tối đa cơ sở vật chất, phòng học, nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của người dân địa phương. Chúng tôi không đạt được 100% trẻ được tham gia chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi, bởi vì chúng tôi có 10 trẻ đầu con là phải tham gia với cái lớp tiểu học. Ở đó hiện tại là chưa có lớp. Ngoài trẻ 5 tuổi ra thì còn những trẻ 3 tuổi, 4 tuổi. Vì lý do là thứ nhất là thiếu phòng học, cho nên chúng tôi không thể đón trẻ đến trường. Thì mong các sự quan tâm của các tổ chức xã hội và các cấp các ngành là quan tâm cho chúng tôi để đáp ứng nhu cầu đầu tiên, đó là về phòng học. Và vấn đề thứ hai là bàn ghế. Trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nhờ có thắng cảnh phong nha kẻ bàng. Những năm gần đây, kinh tế, xã hội của xã Sơn Trạch có bước phát triển nhanh. Dân số tăng, nhu cầu đi học của trẻ mầm non cũng tăng cao. Số lượng trẻ bình quân trong mỗi lớp học tại điểm trường chính đã trên 45 em, trong khi số trẻ đăng ký ra lớp vẫn tăng hàng năm. Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp cho trẻ em mầm non tại Sơn Trạch không chỉ ảnh hưởng đến quyền đi học của trẻ em, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của địa phương trong quá trình phát triển. Những bất cập này phải được chính quyền, các cơ quan chức năng ở Quảng Bình quan tâm giải quyết.